Hiện giờ trên đảo Lý Sơn ghi nhận gió cấp 9, giật cấp 11, biển động dữ dội. Chiều tối nay, đảo Lý Sơn sóng biển liên tục dâng cao, mưa rất to. Sóng biển mưa lớn bao phủ hòn đảo hơn 2 vạn dân này. Các hộ dân sống ven tuyến đường kè chắn sóng xung quanh đảo, nhà không kiên cố đã được di dời đến nơi an toàn. Bão đang đổ bộ vào đảo nên người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà. Hiện tại các tuyến đường trên đảo đã xuất hiện tình trạng cây cối ngã đổ. Nhiều hecta hành vụ mùa tháng 7 âm lịch chưa đến kỳ thu hoạch bị gió mưa quật ngã. 50 hecta hành vụ này có nguy cơ mất trắng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.